chị em thất thu nặng nề luôn. Đúng không? Tôm bự hả? Tôm uống luôn à? Bao nhiêu lần rồi ta? Lần này nữa hình như 4 lần hay sao á. Rồi,
lên quá nhiều rồi. Tại đây, nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn, cả nhà cho Mẫn xin một like, vừa được đăng ký và bật chuông thông báo hội Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè. Bạn này là tệ nhất luôn.